Sáng ngày 5 tháng 10, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh khóa 15 đã có cuộc tiếp xúc cử tri thị xã Đông Triều để thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 và lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri để truyền tải tới Quốc hội và các cấp các ngành có thẩm quyền. Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Văn Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Nguyễn Quang Đáng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Tại hội nghị tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri thị xã Đông Triều về dự kiến chương trình nội dung kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ tư sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2022. Dự kiến tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, đồng thời sẽ xem xét cho ý kiến với 7 dự án luật khác và một số vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, chương trình giám sát của Quốc hội và các vấn đề quan trọng khác. Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng thông tin tới cử tri về hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh từ sau kỳ họp thứ 3 đến trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15 và nhiệm vụ trọng tâm của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian tới. Thông báo kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi các bộ, ngành trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cử tri, nhân dân gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cử tri thị xã Đông Triều thống nhất cao với các nội dung đại biểu Quốc hội đã thông tin tại hội nghị. Cử tri thị xã Đông Triều đã kiến nghị với Quốc hội về các vấn đề như đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương cho cán bộ công chức viên chức, tháo gỡ khó khăn về nguồn đất san lấp tại các địa phương, xem xét cơ chế chính sách tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở lĩnh vực y tế và giáo dục, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách pháp luật trong quản lý, sử dụng đất cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Quyết đã tiếp thu các ý kiến của cử tri thị xã Đông Triều để tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định.